có mặt ở quán Gogi, quán nướng barbecue Hàn Quốc ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, ở gần nhà mình. Ngày hôm nay thì Bảo mời mẹ cũng như là ba với con cả gia đình đi ăn quán Gogi ngày hôm nay. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, không phải là sinh nhật của mẹ mà là ăn mừng sinh nhật của mẹ, vì ngày sinh nhật của mẹ đã qua vài ngày rồi cả nhà, nhưng mà lúc bữa đó Bảo không có nhà nên Bảo không có làm được sinh nhật của mẹ. Ngày hôm nay thì dẫn mẹ đi ăn cũng như là cả gia đình đi ăn để bù lại ngày sinh nhật của mẹ. Thì mời cả nhà vào trong hôm nay quán Gogi với mình nha. Mẹ gọi đi, mẹ gọi đi, gọi phê hả? Phê phê đây là có nướng không? Có phê nướng sườn bò, đậu cơm. Em tí anh quay phim em cho nhạc nhỏ nhỏ tí nhìn mạnh nha, tại vì chưa có khách mà. Ba Ly đâu? Ô, em xin ngồi xuống đi, em xin ngồi xuống đi con. Đó, mẹ chào mọi người đi. À, nay là sinh nhật, hôm nay làm cái sinh nhật muộn cho mẹ nha cả nhà. Đây là cái sinh nhật muộn cho bà xã nè. Đó, cả nhà đi ăn đồ nướng ở Gogi. Đó. Ừ. Tôi gọi hay là tự động em ra? Em sẽ lên trước mình muốn mời. Ok. Còn nếu mình muốn dùng thì các bạn thì mình là ok, là mình được quyền gọi hết trong này đúng không? Rồi, cảm ơn em. Đó cái nè, có kim chi nè mẹ. Lẩu cơm nè mẹ. Đây. Rồi lấy cho chú xung quanh nè. Cũng rộng ghê, giờ này chỉ có mình gia đình mình ăn. Giờ này 5 giờ chiều cả nhà. Ba Ly chọn món gì vậy Ba Ly? Hả? Trời ơi, đọc menu nữa chứ. Con chọn món gì hả Ly? Ly ơi. Trời ơi, Ly đọc sách rồi. Đây là cả nhà, bây giờ người ta đem đồ ra trước cho mình nè. Rồi, đây là salad nè. Đây là đồ chấm ớt. Đó. Đây là sushi. Đây là thịt bò. Đó. Đây là bò. Trước mắt là vậy. Rồi, ok, mẹ nướng đi mẹ. Thân nướng đi con. Đó, để lại đi. Có một cái gắp hả nè? Như trong hộp của mình, mỗi bàn có một bên kia lấy lại gắp. Gắp tim người cho lẻ. Cô chú coi Bali nè. Quay ngược, ăn ngược. Có đây là để chút đem ra ba. Hết. Lâu lắm rồi không có đi ra ăn buffet barbecue như vậy cả nhà. Mấy tháng rồi ha. Gogi này từ Tết giờ á. Tết rồi mình Tết mình ghé nội vậy á. Rồi. Gogi lúc nào thoải mái. Nướng nướng nhưng mà khó không? Không có khó. Rồi nóng á. Cho em nướng miếng đi. Nướng miếng. Em muốn ăn miếng. Hơi khỏi đi.
mời cả nhà nha. Mình xin chào đại gia đình quốc của anh Quỳnh Thúy Bảo nha. Này á, bà con còn hổng mai các thứ nói với mẹ để cho mình xin dựng, mình xin dựng mà mình bỏ qua hoài viết cho tới hôm nay. Hai đứa con mình có mời đi ăn mà tự nhiên nó nói để nó đãi xin dựng mình cũng hơi bất ngờ cả nhà. Thì thôi, mẹ cũng cảm ơn hai vợ chồng con nha. Hôm nay mời mẹ đi ăn để nhớ ngày sinh nhật của mẹ. Dạ, rồi. Mình đâu. Rồi thì bây giờ mình cũng xin mời đại gia đình của kênh Quỳnh Thúy Bảo thì thôi cùng ăn sinh nhật của mình luôn nha. Nhưng mà không có bánh kem. Thì chắc là đã qua ngày rồi nên là không có thổi bánh kem này, chứ mình cũng mời ba mẹ mình đi ăn. Bởi vì là mình mượn cái tiết sinh nhật mà mời gia đình đi ăn cho nó vui xung hợp cả nhà. Hôm nay sinh nhật muộn mọi người chúc cho bà xã mình tốt thêm một tuổi nữa hay trẻ mãi cũng già. Cảm ơn ông xã. Mình xin mời mọi người dùng chung gia đình mình nha. Hôm nay sinh nhật bất ngờ nhưng mà rất là vui. Tính với mẹ là không bao giờ chị để tụi con là tổ chức sinh nhật cho mẹ hết. Hôm nay mình chỉ rủ đi ăn thôi cả nhà, mình nói thôi đi ăn đi. Để ăn buồn sinh nhật. Tự nhiên do nó sinh nhật kêu rất là bất ngờ nhưng mà cũng rất là vui. Ngon ghê cả nhà, bò. Bò tươi thơm, nhìn đỏ tươi ngon.
bé bé cho anh miếng tương chấm. Chấm nước thật tươi nữa. Mấy bình nước. Còn xuống đây. Đặt vào cái cô chú ra. Đường ngang.
mình đi gia đình 4 người, 5 người như vậy mình không có để cái góc quay để cho thấy cái dĩa đồ ăn hấp dẫn như thế nào. Chúng mình sinh nhật mẹ nha. Vô. Ủa quên, có ly rượu một cái nước. Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu nha. Chúc mừng sinh nhật phụ. Giờ xong rồi, bây giờ tới ăn lẩu nha cả nhà. Lẩu tên gì của anh em? Cái này là lẩu bún. 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 Tên lẩu anh bún. Lẩu anh bún hả? Còn Vin ở nhà rồi phải không? Vin ở nhà. Anh bún. Ăn là nướng ngon quá trời luôn, sạch sẽ luôn. Nóng với lại thịt thái mỏng hơn. Mày ăn với bún với mì ăn chậm nhạt quá. Ăn với mì quá. Còn nữa ta chưa đem ra. Là cắt xả khéo ra không? Này mình ăn cái gì em gái? Mày à? Ăn miếng. Miếng. Cửa với chén mình. Rồi. Con có cho anh xin chén nước mắm ớt, ớt sắc không? Dạ bên đây không có nước mắm, không có nước tương. Rồi ok được. Dạ có sử dụng nước tương không? Có, lấy đi. Tại gu ăn lẩu phải ăn nước mắm. Nước ớt đúng không? Chắc người Hàn Quốc người ta không. Đúng rồi. Đúng rồi. Lẩu ngon. Mình lẩu ngon cả nhà, nấm không? Nấm thịt bò. Mình ăn chén thôi, mình dẹp cái này. Đúng rồi. Mẹ thử hấp miếng nước cho nó à, miếng nấu sẵn đây luôn nè. Có miếng trong đó luôn rồi. Có miếng được luôn. Hấp thử miếng nước thì ngon rồi trong. Thử miếng nước. Ngăn nắp kìa nha. À, lẩu nấm mà, lẩu nấm ngọt, hồi nãy người ta nói ngọt. Đúng rồi, hồi nãy người ta nói lẩu ngọt. Cái lẩu này là bắt đầu kết thúc hành trình đó, ngò quá rồi. Con không ăn miếng được. Không được chân đen không? Không, không. Không quá. Không phải đâu. Để nước này ra đây sao không, không nước ăn bình thường cái miếng là tổng miếng à, tổng miếng à. Thì đâu có gì đâu qua cái nóng với thịt thôi. Cảm ơn nghe. Cái cấp miếng nước lẩu là ngon. Mời cả nhà ăn lẩu nha, lẩu vui. Đúng là hơi ngọt đây nè. Hơi ngọt chưa? Ngọt.
KFC thì ăn với heo. Còn mấy người giảm cân không mà mấy gương mặt giảm cân không này. Để cũng vui. Em có sơ sơ có thể cộng miếng. Địch chơi nhuyễn nóng cho mấy. Ba mình bỏ cuộc rồi. Ba bỏ cuộc rồi, ba cho Trần với ba Ly đi vô đi ngoài kia chút vậy. Ba xe ngồi. Bảo dẫn ra đợi ăn thử miếng cơm trộn rồi sau coi như thế nào chứ suốt giờ chưa giờ ăn cơm trộn cả nhà. Rồi Bảo cũng kêu luôn cái bill. Cũng tính xong rồi gửi cho cả nhà coi cái bill là bao nhiêu, giá cả như thế nào để cả nhà mình mà có đi ăn biết giá cả như đó thì để mà cái này ăn được nè. Để con thử. Này có giá cái độ lắm. Lần đầu tiên luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lễ sinh nhật muộn của mẹ của gia đình mình tới đây cũng xong rồi. Một lần nữa là con xin chúc mừng sinh nhật muộn mẹ nha. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng bà nội. Chúc mừng bà nội đi con. Chúc mừng bà nội đi. Cả nhà ơi, lần đầu tiên mình có cái sinh nhật bất ngờ nhưng mà rất là vui. Xin cảm ơn gia đình mình, rồi cảm ơn tất cả mọi người. Rồi thì bây giờ mình xin kết thúc cái video ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha mọi người. Xin chào. Xin chào cô chú. Chúc bà nội sinh nhật vui vẻ đi. Mọi người đã.